Hello, chào các bạn. Hôm nay mình nhận được con California, Omni California này. Cali này được Bộ Công an dán tem rồi nhé, cho nên là Cali của California đàng hoàng nhé, Pro 666R này. Thì chiếc này khách đang bảo là mic nó bị hỏng, một mic cắm vào nó không lên. Âm thanh thì nhạc thì thấy bảo là vẫn ok. Như đây mình thấy cái nút volume chính nó đang bị lỏng này các bạn nhé. Đó. Ok rồi đấy, nó lỏng còn đâu cả thôi. Phần đây nó còn thêm tem dán lên nữa này, California Bro 666R nhé. Công suất là 500W, nhưng mà thực tế không được 500W đâu các bạn nhé. Nào, chúng ta đi tháo ruột gan là đầu tiên chúng ta sẽ phải test thử về phần điện nào. Hiện trạng của nó thì khách hàng đã quay video gửi cho mình rồi, và bây giờ mình sẽ cắm điện cho nó nhé. Vì cái này là 220 cho nên mình chuyển cái đồng hồ mình sang 220 rồi. Nào, đầu tiên đương nhiên là mình sẽ phải cắm qua đèn. Đây là nguyên tắc bất dịch. Cắm qua đèn, và mình bật lên đèn nó sẽ nháy. Power lên rồi này. Đấy, giờ này đóng rồi, có nghĩa là công suất không vấn đề gì nhá. Như các bạn đi này, các bạn thấy không? Ở hai cái mic này, một cái mic là đang đèn sáng này, một cái mic mất đèn này. Thì bạn ấy bảo là cái mic này đang không hoạt động này. Thì quay video cho mình nhìn cái đèn sáng như này, mình bảo chắc chắn cái mic này có vấn đề thôi. Cho nên là nó hỏng nhá. Và bây giờ chúng ta đi sửa cái mic đấy nhá. Chúng ta tháo ra xem nội thất bên trong nó nhé. Cái mạch này nếu mà sửa mỗi mic thì nó nhanh thôi, nó cũng không lâu đâu. Bởi vì cái dòng âm đi này thì mình nó nằm trong lòng tay mình rồi. Bởi ngày xưa làm 10 năm trời sản xuất cái dòng âm đi này rồi, cho nên là từng con linh kiện trong máy mình còn thuộc lòng luôn. Nó khác nhau vì công suất thôi, còn vì music, vì vang, vì ấy đằng trước là mình thuộc lòng rồi. Mỗi đơn vị sản xuất thì người ta có một cái công suất khác nhau. Con Pro 666 này mình cũng đã từng sửa nhiều rồi và đập nó nhiều rồi. Nói chung dòng Cali là có mấy model thôi, nó cũng không có nhiều đâu. Xem nội thất bên trong. Ok, đúng rồi, con này là mạch vỉ liền nhé, dùng C5200A193, nó sẽ có 1C1A nhé. Và mạch công suất này thì mình thấy ở đây con chợ này nó đang bị dì đầu này. Cái này mình sẽ thay cho bạn luôn này. Nếu mà không nhìn thấy bệnh thì thôi, nhìn thấy bệnh là phải thay, phải sửa. 3 cái dây là 3 dây cho đèn hiển thị này. Khi đóng dơ le thì đèn nó chuyển này. Một đèn báo này, một dây đèn báo. Một dây power, một dây dơ le nhé. Nào, chúng ta đi nghiên cứu cái mạch mic trên cùng này. Đây là các bạn này, một cái lồng đèn lót chiết áp rơi ra đây rồi. Chúng ta đã từng âm đi, đã có từng thợ sửa rồi, nhưng mà khi mà lót lồng đèn này sót một cái, không biết cái chiết áp nào bị kênh này. Trong đống chiết áp này có một cái bị kênh cho mà xem. Đang sửa con âm đi đàn ông này, chân vẫn đang đây này, nhưng vì con đấy là nó
vì con đấy là nó bệnh nó nặng, cho nên mình ưu tiên mình làm cái con đơn giản trước, có con phức tạp làm sau. Và nhân thể ở đây khi mà khách hàng này đã từng nhờ mình sửa một cái bếp từ của Nhật và một cái bếp từ của ấy chà, chúng ta còn theo chi đáp rồi này, con này chi đáp vát này, còn đống này là chi đáp tròn này. Khách hàng này nhờ mình sửa cái bếp từ Nhật, tức là mang ra cho rất nhiều thợ rồi, nhưng mà cứ sửa xong ở cái máy đấy thì cái mạch nút bấm ấy thì nó đơn giản, nên nó chỉ là nút bấm thôi, nút bấm nhấn nhả các bạn ạ. Nhưng mà khách hàng cứ thợ cứ mang đến mang cái vỉ về không thay nút bấm. Đây này, con này nó hơi dài hơn này, chứng tỏ con này đang bị không có cái lông đen đệm này. Cái này rất dễ gãy chi đáp nha. Một cái chi tiết nhỏ mà thợ trước đã làm bị sai sót này. Nói chung là thợ thuyền thì không đánh ban gì nhau, không bóc phốt gì nhau, nhưng mà khi mà làm cho khách mà làm không nên trốn như này là mình không đánh giá cao người thợ này. Cái này có một cái tự nhiên lại lòi ra một cái chi đáp vát vào đấy rồi. Mình làm cái bếp từ cho bạn ý, thợ mang cái mạch bếp từ nút bấm này, nhấn nhả này, nếu mà cái nút nhấn nhả mình nói thật là nó so với cái tiền công của mình ấy, so với người, tiền công của một người thợ chứ không phải của mình, nó không đáng bao nhiêu so với tiền công. Nhưng mà mang đến thì cái thợ đấy người ta lại không thay, bởi vì cái nút nhấn nhả đấy nó hơi đặc biệt, nó trên thị trường quanh đây nó không có sẵn đâu các bạn ạ. Đây các bạn nhìn nhé, tất cả các chi đáp đều có nút đệm nhựa hết này. Tí nữa mình tháo ra kiểu gì cũng có một cái. Và ở đây nó có cái mic này, cái bạn thợ này đang hơi sai lầm ở chỗ này, cái lông đen mic ấy, lúc nãy mình tháo ra bên ngoài này. Đây, mic nó cũng có cái lông đen đệm này, nhưng mà bạn ấy đệm bên ngoài, bạn lại không đệm bên trong. Đúng của nó là đệm bên trong. Các bạn nhìn nhé, đây mình chỉ cho các bạn tại sao đệm bên trong. Từ cái cổ này lên cái cổ mic này, nó hở ra một khe này. Đấy, thì phải đệm cái lông đen vào đây, khi mà siết cái mic vào nó không bị vặn cổ cái mạch nhé. Bạn nên đệm bên ngoài thì khi mà siết vào cái cổ của cái mic nó kéo ra thì mạch vẫy lên. Mạch này thì vẫy lên. Còn cái chiết áp thì lại có đệm thì nó lại bằng, cho nên mạch nó sẽ bị vặn. Đấy, các bạn hiểu không? Cho nên là khi mà nó sinh ra lông đen đệm, đệm đúng chỗ, đúng vị trí. Nào, tiếp tục chúng ta đi dò xem cái chỗ nào là. À, để mình nói tiếp cái bếp bếp từ. Cái anh thợ anh ấy không thay mà anh cứ mang về, xong rồi anh cậy cái nút đấy ra anh vệ sinh. Nhưng mà nếu mà nói thật ra là vệ sinh xong thì mình vệ sinh thì hay là người ta vệ sinh xong thì nó vẫn có thể dùng được. Nhưng mà cái quan trọng nhất các bạn biết đó là cái gì không? Nó là cái bản chất của vấn đề. Bạn ấy không đặt ra câu hỏi vì sao con đấy nó hỏng. Tức là nó có một cái nút bấm bên cạnh này, nhưng mà cứ một thời gian nó lại hoen, mà mở cái mạch bên trong ra nó hoen hết cả vỉ mạch bên trong luôn. Mà cái nút đấy bằng bên trong nó bằng sắt cho nên là bằng đồng, cho nên là khi một thời gian nó bị cái nó bị hoen là nó đây, cái này thì bạn lại lót lông đen trong này, đây lót lông đen trong đấy. Cái vỉ mạch nó hoen ấy thì phải tìm ra nguyên nhân tại sao cái vỉ mạch nó hoen để mà khắc phục từ cái gốc vấn đề. Ví dụ như các bạn đi chống thấm nhà thế, các bạn phải xử lý được cái chống thấm nó ở đâu là thấm vào,
thì lúc đấy bạn xử lý cái bề mặt tường chống thấm thì nó chuẩn hơn. Nhưng các bạn cứ đi xử lý mỗi cái bề mặt mà các bạn không tìm gốc vấn đề tại sao nó thấm vào ấy, thì các bạn có đi xử lý lại nó không bao giờ hết được. Chính vì thế cho nên hôm đấy các bạn thì bê cái bếp từ đến mình bảo cái này nó mình đo tất cả. Xem nào. Cái này được có 2 này. 1 này, 2 nong đen này. Cộng 2 3 cái nong đen này bạn ơi. 5 cái chiết áp mà bạn ấy độn có 3 cái nong đen. Khi mà nó hỏng cái nhấn nhả ấy, thì mình sẽ phải kiểm tra tất cả các nhấn nhả đây xem cái nào nó bị hỏng thì mình xử lý luôn. Và khi mình có kiểm tra thì của bạn ấy có 20 nút thì có đến 18 nút là nó tiếp xúc, nó đang như kiểu là gần như là không tiếp xúc. Và mình nói chuyện với khách luôn bảo bây giờ nếu mà em muốn dùng bền thì em phải thay hết mới. Mà cái nút này anh sẽ phải ship từ thành phố Hồ Chí Minh ra cơ. Khi ship từ thành phố Hồ Chí Minh ra thì trong đấy nó mới có cái nút bấm đấy. Mà nút bấm đấy là nút bấm bếp nhỏ Nhật, cho nên là cái nút bấm nó hơi đặc biệt. Mình phải ở ngoài Hà Nội không có. Phải ship từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra. Và khách đồng ý. Bởi vì khách bảo bếp đấy thì của các cụ cho nên là cũng không ít khi phải sử dụng. Nhưng mà cái cậu kia cậu đến cậu ấy tháo mạch mang về xong rồi sửa xong rồi vài hôm nó lại hỏng lại. Chính vì hỏng đi hỏng lại thế cho nên là cậu mới mang đến mình thử xem. Đến lúc mình thay xong bắt đầu mình chỉ ra cái chỗ nguyên nhân nào dẫn đến cái nút đấy nó bị hoen. Bên ngoài, bên trong là bên phải. Nguyên nhân nào dẫn đến cái nút đấy bị hoen thì cậu ấy cũng gật đầu, nhưng mà xong rồi cậu ấy bắt mình tháo bếp ra để cậu kiểm tra lại cái vị trí mình làm đấy xem là thế nào, có thay nút thật không, thay nút hay sửa không. Đấy là lần đầu tiên cậu mang đến cho nên cậu chưa biết mình là ai cả cho nên cậu cẩn thận. Ok, mình cũng tháo ra cho bạn xem xong rồi mình chỉ rõ. Ở trên mặt bếp đấy là mặt bếp từ này, nó thiết kế cái bề mặt bếp nó thấp hơn với cả cái chỗ vị trí nút bấm. Cái mặt nút bấm thì nó lồi lên như này các bạn tưởng tượng này. Còn cái mặt mà để đun thì nó thấp hơn như này. Nhưng mà giữa cái mặt đun với cả cái mặt này, cái mặt đun này thì lại bằng kính, mặt này lại bằng nhôm, thì ở đây này, ở cái khe này giữa tiếp xúc giữa nhôm và kính nó hở ra, nó bị hỏng silicon. Thế là bắt đầu khi mà đun bếp nước nó trào ra, bắt đầu nó chảy vòng khe này. Mà cái nước nóng chảy trong này thì bắt đầu nó om, cái này nó cao hơn mà. Hơi nước nó bốc lên và nó làm dỉ hết mạch ở đây. Và mình đã dùng silicone thời tiết, mình bơm cho bạn ý hết cái viên này luôn. Thế là nước nó không ngấm vào nữa. Thế sau khi mình sửa xong cho bạn thì cái bếp này, thế là đến lúc bạn thì chuyển cái mic không dây đến. Hôm vừa rồi mình có quay mic không dây đây, sửa xong mic không dây bạn ấy thích quá, bạn bảo thôi em chuyển nốt cái âm ly đến cho anh. Và đây hôm nay mình nhận được cái âm ly này đây. Khi mà khách hàng đã thấy ok là khách hàng cứ mình mà phang thôi. Và tiện đây thì cậu bảo là anh tiện tháo ra thì anh vệ sinh trà dầu chiết áp các thứ cho em. Còn chiết áp này là còn chiết áp có điều khiển. Chiết áp này hình như trà dầu rồi à? Chưa, để xem trà dầu chưa. Đã từng được trà dầu bạn nhé. Chiếc áp này đã từng được trà dầu. Nhưng mà khi mình đã tháo ra rồi, cái chiếc áp đấy thì trà dầu, như các chiếc áp này thì chưa được trà dầu.
khi mình đã tháo ra rồi để bạn ấy bảo là bảo dưỡng cho bạn ấy luôn, thì mình sẽ đi mình tất cả các cái chiếc áp này mình sẽ kiểm tra lại mạch công suất bị gì trở như thế, mình sẽ kiểm tra lại và sẽ thay cho bạn ấy luôn, bóc phốt tất cả những cái lỗi nào liên quan đến hỏng hóc là mình sẽ xử lý luôn giúp bạn ấy. Đáng lẽ nếu mà sửa mỗi cái mạch mic trên cùng này thì mình mất một buổi là xong, nhưng mà để mà đi tìm tất cả pan bệnh trên cái máy này thì mình sẽ phải tháo từ mạch công suất, tháo ra mạch toàn bộ mạch music này, tháo hết kiểm tra xem nó lỗi gì. Đây này, ví dụ như cái mic này bạn nhìn thấy nó hoen này, rồi mình sẽ xịt ra V7 và xong rồi mình đánh cho nó sạch sẽ đi, châm cho nó chút dầu vào. Đối với tất cả công tắc này, cái jack mic này, sau khi các bạn làm sạch bằng RP7 nhá, xong các bạn châm cho mình một chút dầu máy, chút dầu máy này này, dầu nhẹ nhá. Ra các bạn ra chỗ bán đồ thay thế quạt ấy, lên chợ rời ra mua cái chai dầu máy, dầu chiên tra quạt ấy, nó nhẹ. Công tắc là bạn phải xịt RP7 để phá dỉ đó nhá, xong bắt đầu mở chai dầu nhá. Bạn bấm đi bấm lại cho phá dỉ đi. Khi mà bạn tra một giọt dầu vào rồi ấy, về sau bạn sử dụng công tắc này bạn bấm, bạn không nghe một tiếng là xoẹt là nó ra loa luôn nhá. Những cái này thì cái động tác này thì các thợ bình thường không bao giờ làm. Tức là khi mà có vấn đề ban bệnh ở đâu chỉ sửa cho nó chạy là xong, kêu được là ok, chứ không xử lý các cái vấn đề. Cái này gọi là động tác thừa. Khách hàng có yêu cầu thì mới sửa, còn yêu cầu thì mới bảo dưỡng, còn không yêu cầu chả bao giờ ai làm cái này cả. Nhưng mà mình thì mình sẽ, khi mà đã tháo ra là mình sẽ làm. Nó thêm một chút này thôi nhưng mà nó sẽ tốt hơn cho khách hàng nha. Cái mic này mình sẽ vệ sinh cách khác. Bởi vì đây nó chỉ là động tác thừa so với thợ bên ngoài thôi, nhưng mà nó sẽ đảm bảo cho khách hàng. Nhiều người bạn của mình cứ bảo là cứ nói vui nè, ơ thế mày làm kỹ thế thì nó lâu không hỏng thì mày lấy đâu ra việc, nó không hỏng thì mày lấy đâu ra thời gian có việc mà sửa chữa. Nhưng mình thì mình lại khác, mình quan trọng nhất là chất lượng rồi. Khi không qua tay mình thôi, qua tay mình là nó phải tuyệt đối, thì không nói dám nói tuyệt đối nhưng mà nó cũng phải tương đối là ok. Mic mình sẽ làm như này, rút ra rút vào này. Để đánh đi các cái gì, các cái mốc bám vào trong cái đầu rắc mic này. Sau đó mình sẽ tra chút dầu vào. Thì khi bạn tra dầu rồi thì mic nó không bị hoen trở lại nhé, khẳng định luôn. Bởi vì nhất là những thằng nấm mốc là nó rất sợ dầu. Nếu mà cẩn thận khi mà một cái máy tra dầu rồi thì một năm các bạn bỏ ra các bạn tra dầu công tắc một lần, nhưng mà có thể hơn một năm, bạn có thể đến 2 năm, bởi vì khi tra cái dầu nó vẫn nằm trong này, bản thân cái công tắc nó nằm úp này này thì dầu nó cứ đựng ở trong này thì không bao giờ nó hết đâu. Trừ khi nó khô dầu thì mới hết thôi bạn ạ. Cái chiếc áp này thì tra dầu rồi, nhưng mà mình vẫn sẽ kiểm tra xem. Mà khi kiểm tra cái chiếc áp này sẽ phải kiểm tra bằng đồng hồ kim nhé. Hôm nào mình rút cái dây này ra. Bên này là 1 này. Những cái rắc mà dán keo như này, theo mình là nên rút kiểu này này.
bạn rút này này. Đấy. Ở dưới nó có ký hiệu rồi cho nên các bạn có cắm lại thì cũng sợ không sợ nhầm nhé. Cái này không dán keo, mình sẽ rút thẳng. Rồi, bây giờ mình hạ phần công suất xuống, mình sẽ làm phần công suất sau nhé. Nào, về chia áp trao dầu mỡ thì mình tính sau. Bây giờ mình đi mình xem tại sao mà cái mạch này nó lại báo đèn đỏ nhé. Để mình kiểm tra xem nào. Đèn nó đỏ rực. Đèn nó đỏ rực ở đây nó có đỏ kim mạch gì chứ. Ở đây nó có hai con bóng này. Hai con bóng này, một trong đó một con bóng sẽ cấp điện cho cái đèn này. Đây, một cái sẽ là hai con chờ 15k định thiên cho con bóng này. Giữa chân xem bóng này là bóng gì. A723, A733. Đèn A BC, con này đèn A BC để kiểm tra xem B làm ở đâu. Con này định thiên 15k. Chân B chân ở giữa mà ra đèn thì chắc chắn con B sẽ nằm bên này rồi. Đấy đúng vậy. E nó rất à. Sao con đèn này nó lại không lên? Hay là con đèn này nó đi? Ô đúng thật bạn ạ. Các bạn nhìn này. Không biết các bạn nhìn được rõ không? Rồi, mình đi sát tí nữa này. Đây, ồ, hơi tối nhỉ. Đây, cái chân của nó bị dì này. Dì cụt luôn chân này. Dì cụt chân, không biết các bạn nhìn được rõ không? Đấy, dì cụt chân này. Đấy. Khi cái đèn này nó chân E nó bản lối map thì BC định thiên bằng 15k thì con đèn này luôn luôn bị đóng xuống đất. Nó sẽ khi E mà có mát này thì mát chính là chân mát, một chân mát của đèn này. Mà khi con đèn này mà có chân E mà chạm xuống mát thì con đèn này được dẫn thông bằng con 15k này nhá. Thì con đèn này nó sẽ luôn luôn nó dẫn. Nó luôn luôn dẫn thì cái chân E này nối với chân C, tức là hai chân đèn này bị chập nhá. Hai chân đèn bị chập thì cái đèn này không sáng. Nhưng mà đây cái chân E này của nó bị đứt. Thành ra là BC có thông nhau thì nó vẫn là dương, dương hơn nhá. Thì dương hơn thì cái đèn này nó sáng liên tục nhá. Tội nó nằm ở đấy các bạn ạ. Mình sẽ đối với cái đèn này thì mình thay bằng đèn nào cũng được, bởi vì nó chỉ có tác dụng đóng ngắt đèn thôi, nháy nháy đèn thôi. Khi có tín hiệu mạnh, tức là có tín hiệu mạnh từ IC ra, đây, mình chỉ tiếp cho các bạn. Đây nhá, ở đây là nguồn dương 15V, không biết mạch này 15 hay 12 nhưng mà thường thường là 15V, 15V này. 15V là chân số 8 của 458 nhé. Nó cấp ra ở đây, đưa qua một con chờ 22k, xem nào, bên cạnh con tụ 15k, đưa con chờ 15k vào đây cấp luôn vào đèn. Có nghĩa là nếu trong trạng thái bình thường là cái đèn này nó trong trạng thái hỏng này, cái đèn không dẫn thì nguồn dương sẽ chạy qua 15k là cấp cho đèn, thì cái đèn này sáng liên tục. Đấy, còn khi con đèn này được mở thông dẫn này thì thông dẫn thì CE chập nhau thì con đèn này tắt nhá. Đấy. Và có một cái đường tín hiệu, tức là khi mà tín hiệu mạnh, đường tín hiệu mạnh này thì cái đèn này nó mới nháy nhá. Thì có tín hiệu mạnh là có nghĩa là B này sẽ bị sẽ là dương vào C, B này sẽ tăng lên này. Tăng lên bằng A tụt đi chứ. B bằng gần bằng E thì nó sẽ đây nhá. Đây ở đây nó có một con tụ này, tụ lọc này.
Đây mình chỉ cho cái vị trí mà cái con đèn à đây. Nó có một con đèn thứ hai này. C con thứ hai đá ra chân B con thứ nhất này. Thì con thứ hai này sẽ đóng mở con đèn thứ nhất này. Và chân B con đèn thứ hai sẽ lấy tín hiệu từ chân volume nhé. Tín hiệu trên từ chân volume qua con chờ. Xem nào, đỏ đỏ đen, à đâu, cam trắng đen. 39 39k. Định thiên vào bằng một con chờ 5k6. Tức là khi mà điện áp tín hiệu đây rất là lớn thì nó sẽ mở thông con đèn thứ hai này. Và con đèn thứ hai này sẽ ngắt chân B của con đèn thứ nhất mất điện. Mất điện thì đồng thời là đèn này không thông nữa. Không thông nữa thì con đèn này nét này nó sáng nhé. Đấy, nguyên lý lại mạch làm việc của nó như vậy. Và bây giờ mình sẽ thay con đèn này. Đèn này cụt chân này rồi. Này, bị hoen chân này. Con này nói chung là nối lại thì vẫn nối được nhưng mà mình không thích. Hỏng gì chân này thay. Sẽ thay bằng A1013. A1013. Đây là C185 này. A đây. Con đèn A để trước đo vi sai nhiều chân được. A1013. A1015. Còn C thì 1815, A1015. Còn đây là 2383. Số đuôi nó 3 này. Đấy, bạn chân đèn này nó cũng tương tự với chân con đèn kia. Cho nên bạn cứ cắm đúng mạch là được. Đây là lý do vì sao cái mic này nó sáng liên tục này. Nhưng mà một cái nữa là bạn ấy bảo cái mic này nó không kêu. Bạn ấy sửa xong cái mic không dây về xong rồi bạn cắm vào cái máy này một mic dưới thì nó kêu được nhưng mic trên thì nó không kêu. Cái này ngoài cái bệnh hỏng đèn nó còn bị mic không kêu cơ. Thì có thể là không kêu này nó chỉ cho chiết áp thôi. Còn để mà hỏng IC thì 4558 này khó lắm. Cái dòng IC này GRC nhưng mà đây GRC màu lâu nhá các bạn nhá. Chứ không phải GRC màu xám, xám trắng nhá. Con GRC 4558 mà màu xám trắng ấy nó mới là chất lượng nhá. Con này vẫn là con bình thường thôi. Không phải chất lượng. Mà bây giờ xem nào. Chân chiết áp này đã bị thay chiết áp rồi này. Chiết áp này đã bị thay rồi nhưng mà bạn này thay bạn ấy không tra dầu bạn nhé. Các bạn nhé. Chính vì không tra dầu thì lại nhanh hỏng trở lại thôi. Còn mình thì mình sẽ đương nhiên là mình sẽ tra dầu cho chiết áp. Thay mới là phải tra dầu thì nó mới bền. Nào, con này còn 50k này. Không này. Điều chỉnh dần chạy dần xuống này. Đây là mình sẽ phải đo từng cái chiết áp một như thế này. Còn nếu mà để cho nó nhanh ấy thì bạn cắm vào âm thanh rồi bạn test từng cái chiết áp con nào sột sẹt thì vứt. Còn mình đo này nội trở ví dụ mà nó có bị sai nội trở. Ô sao con này lại 50k nhỉ? Ai à, con này phải 10k chứ. Ở mạch ra ua con này là 10k. Đấy, vừa bị nhảy sật một cái đấy. Khi bạn vặn này cái chiếc áp nó đang chạy. Cái đèn đồng hồ đang kim đồng hồ đang chạy mà nó bị giật một cái nó có nghĩa là nó không tiếp xúc nha. Mất tiếp xúc. Ok. 50k này. Đấy.
Nếu mà đo thấy cái nào lỗi phát là mình thay cho khách hàng luôn. Cái giá trị trên app này được, nó không, con này có bao nhiêu ca, 50k, 50k sao mạch này thông chặt thế à, nó thêm thông qua một con chín áp khác, thành ra là con ba lăng này hai kênh này, sao con ba lăng này các bạn xem mình đo chiếc áp này thì rất là lâu. Vậy thì cái nguyên lý đo của mình nó là như thế này thôi. Thì các bạn xem mình nhiều video về đo chiếc áp để tra dầu chiếc áp rồi. Thì cái này mình làm cũng tương tự các cái kia. Thì có thể là mình sẽ dừng video để cho các bạn đỡ mất thời gian của các bạn. Mình sẽ đi sang cái tạm dừng video và khi nào quay đến phần công suất thay và check công suất thì mình sẽ quay video tiếp nhé. Đây ví dụ như các cái mạch mà thiếc và dây như này là các bạn này, nó dây từ bên họ sang bên kia này, nó mình phải xử lý luôn này. Tất nhiên là nó chỉ dây trên mạch ôm này thì nó không bị dính sang đâu, nhưng mà mình không nhìn thấy thôi, nhìn thấy mình xử lý luôn. Cái nữa này, mạch đã bị hoen như này, mốc này. Cái này mình sẽ lấy nước rửa mạch mình rửa luôn nhá. Đây, rửa cho bạn xem này, rửa để nó bay hết các cái bẩn này đi. Sau đó nếu mà không rửa thôi, nhưng nếu mà đã rửa thì phải bôi nước bảo vệ mạch trở lại nhé. À, chân nó bị nhiều quá, quét cái nước bảo vệ mạch lên thì nó mạch nó không bị mốc, mồi ha nó không bị gì, bị hoen. Đó, phát ra bóng này. Này bị một ít ở góc này. Đằng nào cũng một công quét nước bảo vệ mạch thì mình chơi hết luôn các bạn ạ. Tức là trên này nó có cái mầm mống của mốc hay là của gì đấy mình sẽ xử lý luôn thể. Cái mic kia khi mà nó không kêu ấy thì khi nào mình nắp âm ly lên, bây giờ có tiếng rồi, bắt đầu mình đi vào mình sửa cái mic để không kêu cho các bạn xem nhé. Còn bây giờ chúng ta quan tâm những phần thô trước. Còn bắt đầu khi mà đi vào sửa mic không kêu, như vậy mình sẽ quay tiếp video review cho các bạn mic không kêu nhé. Cái này thay chiếc áp nhiều nhỉ, nhưng mà cái bạn này thay nhưng bạn không tra dầu, mạch chỗ này bị hoen này các bạn này, đánh rửa đi. Bạn này thay chiếc áp mà mối hàn nó cứ bị hở một nửa này, tiết kiệm thiếc à, hàn một nửa chiếc áp, một nửa chân, còn nửa chân bên này không có tí thiếc nào. Mối hàn nó rất là quan trọng. Ngày trước đi làm sản xuất âm ly phải mất 2-3 tháng giờ chỉ ăn với cả ngồi học mối hàn này. Lúc đầu lãnh đạo cho hàn các cầu đấu rồi, cầu gấp này chưa rồi, chưa cho hàn linh kiện đâu, cho hàn cầu đấu ở trước. Mà mạch thì cho làm các cái mạch loại âm ly rẻ tiền trước, mạch kích. Hàn xong các đấy mối hàn nó bắt đầu êm ái mượt mà rồi bắt đầu mới cho vào
hàn linh kiện. Nhưng mà tại sao vì không cho hàn linh kiện là bởi vì khi ví dụ con tụ hóa này mà bạn hàn nóng quá là nó nổ này. Cái nước ở trong cái tụ hóa nó sôi là nó nổ. Ví dụ con charging to bạn hàn nóng quá nó chết này. Chở thì hàn nóng quá thì không sao. Nhưng mấy cái con kia hàn hỏng hết này. Chính vì thế cho nên là lúc đầu cho hàn ấy thôi, cầu đấu thôi. Mùi hàn bắt đầu ok rồi, dần dần tăng dần lên. Sau rồi khi nào mùi hàn ngon lành rồi thì cho đi hàn các mùi hàn nhỏ xíu xíu. Và lúc đấy là cho hàn các con IC như thế này. Có như con 501-95 chân là con nhỏ, dít hơn thế. Lúc đấy mới được hàn. Ok, mình tạm dừng video nha. Các bạn ơi, cái mạch volume mà có điều khiển này thì mình có kiểm tra thấy cái volume này đã từng được tra dầu cho nên là nó không bị hỏng các bạn nhé. Nhưng mà cái ở đây mình thấy có một cái bóng ấy, một con charging to nó bị gì chân này, không biết các bạn nhìn nó rõ không, gì cụt chân này, thấy không ạ? Gì cụt chân con này nữa này, gì nó còn ngấm vào cái dây điện tì của nó này. Con này con 8050 nhá, cũng là con charging to ngược nhá. Con này thì nó tương tự con charging to trong bếp tờ ấy. Đây này, con này có hiện tượng gì chân này, hiện tượng này, tức là có gì rồi này. Con này mình thay luôn nhá, đều là 8050 ba chiếc. Con này thì có hiện tượng gì nhưng mà nó vẫn là cứng á, vẫn còn đang. Vậy thì mình sẽ vệ sinh luôn. Con nào mà không ok là phải xử lý luôn. Con nào cảm thấy con vẫn còn ok là vẫn để lại nhá. Đôi khi những cái chân đèn này này, các bạn mà để cho nó không bị gì ấy, đơn giản cực. Các bạn làm một chít bởi vì nó là chất sắt này. Các bạn làm ít RV7 hoặc là làm ít dầu, bạn chơi vào không bao giờ là gì, trước khi dầu của bạn khô nó mới gì nữa. Con nào hỏng là thay luôn. 8050 thay bằng 8050. Bởi vì con này nó khác con A733 với cả A1015 ở chỗ là chân B nằm ở giữa nhá. Chính vì thế mình sẽ thay đúng loại cho nó đỡ phải bẻ chân. Một chiếc cái 8050 này, mạch này chắc là nhập Trung Quốc, mạch này mạch nhập Trung Quốc các bạn ạ. Các cái mạch mà nó tiêu chuẩn châu Âu ấy, thì thường thường là nó dùng con charging to mà cái chân B nó nằm ở bên ngoài này, tức là một đằng là chuẩn sau chủ nghĩa và một đằng là tư bản chủ nghĩa. Thì nếu mà chuẩn sau chủ nghĩa thì cái chân B này, sau chủ nghĩa chân B nằm ở giữa, còn tư bản chủ nghĩa thì chân B nó sẽ nằm ở ngoài cùng. Mình nhớ không nhầm thì cái hồi bắt đầu vào học điện thì mình có nghiên cứu cái đấy, thì mình thấy tất cả các đèn của Nga với đèn của Trung Quốc ngày trước là toàn chân B nằm ở giữa, nó ngửa cái mặt lên này. Ví dụ đèn của châu Âu nhá, tiêu chuẩn châu Âu nhá, thì nó là B, C, E. Nhưng đối với đèn của Trung Quốc hay của Nga thì nó C, B, E, tức là B với C đảo chỗ cho nhau.
8050. Không biết bạn có dùng điều khiển không, nhưng mà thấy hỏng là mình cứ thay. Bởi vì cái nói thật là các cái linh kiện này thì nó chả đáng bao nhiêu tiền đâu. Cái công này nó mới tốn tiền, nhưng còn cái linh kiện này không đáng bao nhiêu tiền. Chứ là khi mà các bạn bị hỏng công suất này, cháy biến áp này, những cái gọi là thuộc diện là trái tim của máy ấy, thì nó mới tốn tiền thôi. Những cái đấy thì thay rất là đắt. Bởi vì sò công suất thì nếu mà mua cái sò hàng chợ ấy, mua cái sò mà ra phát mua được luôn ấy, gọi là sò hàng chợ, mình gọi là hàng chợ, sò rẻ tiền ấy, thì về đánh vài bữa là chết. Bởi vì nói thật ra là vỏ nó một đằng, ruột nó một lẻo. Còn nếu mà bạn mua sò mà gọi là chính hãng ấy thì rất là đắt. Có những con sò là lên mấy trăm nghìn một con. Các bạn tưởng tượng nếu mà cái âm ly của các bạn mà thay con sò mấy trăm nghìn, các bạn có thay không? Nếu mà nó chết một lúc 8 con sò chẳng hạn. Chính vì thế cho nên là giải pháp vừa rẻ mà vừa chất lượng, đó là mua sò thảo máy. Mua những cái con sò mà nó thuộc dạng là vẫn sống, hàng chính hãng vẫn sống. Nhưng mà người ta, ai giờ con này là gì quá các bạn ạ. Thôi thay nốt. 8050. Những con sò chính hãng mà khi lắp vào máy rồi người ta tháo ra để người ta bán ấy, những con sò đấy thì nó là sò zin chính hãng, mỗi tội nó cũ đâu. Nhưng mà khi mà lắp vào trong máy ấy, sò cũ mà chất lượng, khách hàng yêu cầu chất lượng, chả ai ngắm cái sò mới với sò cũ. Quan trọng là chất lượng đảm bảo. Chỉ còn thích sò mới, có sò mới, nhưng mà chất lượng nó không đảm bảo. Chính vì thế cho nên giải pháp rẻ và lại chất lượng nó là mua sò tháo máy nhé. Nhưng mà trên thị trường bây giờ nó có cái loại, các bạn biết ở Việt Nam mình sống ở Việt Nam cho nên là các bạn biết là nó có nhiều vấn đề phức tạp lắm. Có trước thì anh em cứ vác đi lấy sò thảo máy cứ tin tưởng, sò thảo máy nó sò chất lượng, nhưng mà sau một thời gian sau dùng sò thảo máy nó cũng chết. Thế là đến lúc tìm hiểu nguyên nhân ra thì có nghĩa là sao, cái con sò mới ấy, có những đơn vị người ta làm cho nó cũ đi, làm cho nó cũ đi cho nó giống sò tháo máy, lại còn đến mức thế cơ các bạn ạ, làm cũ đi, trà nhám đi cho nó giống sò tháo máy, sau khi giống sò tháo máy thì người ta bán đúng theo kiểu sò tháo máy, những cái chân linh kiện sò tháo máy bao giờ nó cũng hàn rồi đúng không ạ? Thì nó sẽ, cái thiếc ở đây nó sẽ không được nhẵn nhụi mà nó sần sùi đúng không? Thì người ta sẽ lấy cái bể thiếc ra, người ta nhúng chân sò xuống. Thì chân sò lúc ấy thiếc ở chân sò nó sẽ bị nhũn ra như đã bị hàn rồi. Đấy. Cho nên là thị trường bây giờ nó vô cùng lắm. Chính vì thế cho nên là bạn mua sò dạ máy bạn cũng phải biết chỗ mà mua. Chứ đừng mua linh tinh nha. Anh em sửa chữa đồ điện thì cũng chia sẻ cho nhau là chỗ nào thì làm sò, bán sò dạ máy chất lượng, xong rồi dỉ tai nhau anh em đi mua rồi. Nhưng mà ít người chia sẻ lắm. 50k này, thôi mình thay cho bạn đi con 50k cho đồng điệu đi. Một mình con này là vát này, nút thì nút tròn mà lại cắm vào vát này.
một mình một kiểu thay cho bạn đi. Tại sao mình bảo con âm ly này là việc đơn giản làm trước? Cái thứ nhất là con âm ly này nó mình đã từng sản xuất nhiều cho nên mình thấy nó nằm trong tầm tay mình. Cái thứ hai là âm ly phổ thông. Mình dùng từ phổ thông là bởi vì nó bán tràn lan trên thị trường. Nó sao cái này không hút được này. Mà âm ly này nó hay hỏng. Chính vì thế cho nên là nó gọi là phổ thông. Còn những con âm ly mà nó ít hỏng, những con âm ly hàng bãi, âm ly hàng bãi thì nó ít hỏng. Âm ly hàng bãi ít hỏng. Mấy khi sửa thì con âm ly hàng bãi hỏng rồi. Còn khi mà âm ly hàng bãi hỏng thì nó sẽ hỏng rất là nặng hoặc là nó hỏng rất là đơn giản. Nên nó sẽ có hai kiểu hỏng, mà hỏng rất là phức tạp và hỏng rất là đơn giản. Nhưng mà để kiếm được âm ly hàng bãi hỏng thì nó kiếm lắm. Con này là con vát. Cho ông ấy vào đây để sau thay cho âm ly nào cần vát thì thay. Trước khi thay đương nhiên là cũng phải đo xem nó có sống hay nó chết thì mới cắm vào. Không đến lúc cắm vào xong rồi lại tháo ra nhọc lắm. Ok. Mình mà cầm chỉ là mình sẽ hai chân này mình sẽ bẻ đi này. Các bạn cứ thấy cái chỉ là mà đã được thay này mà bẻ chân này. Đấy là mình hay làm như thế. Nhìn ra biết tay mình nào. Bây giờ cũng bẻ hai chân này đi này. Chứ không để thẳng như này đâu. Kể cả chiếc áp bên này. Chiếc áp này thì sẽ cái này bẻ vào trong, cái này bẻ vào trong, cái này bẻ ra ngoài. Thì khi mình cắm chiếc áp thì nó xít mạch kín luôn này. Chứ nó không hở như thế này đâu. Nó không hở như thế này đâu. Mạch như này nó hở như này nó bị, khi mà vặn vào trong mặt là nó bị kênh ấy. Nó bị vặn mạch in ấy. Không bao giờ mình cắm để hở chân đâu. Đấy, nó phải xít như này này. Ok, mình tạm dừng video ở đây nhé. Để khi nào mình tiếp tục mình phát hiện bệnh, mình lại quay tiếp video nhé. Mỗi cái phát hiện bệnh lại quay một tỷ. Mỗi cái phát hiện bệnh lại quay tỷ review cho các bạn. Những cái bệnh trên cái máy này nhé. Ok, chưa nhìn thấy gì cả. Rồi, mình tạm dừng video đây nha. Ok, đúng như là mình vừa nói là mình sẽ mỗi lần mình tìm đến bệnh thì bắt đầu mình sẽ review cho các bạn. Ở cái mạch vang thì mọi thứ nó không bị bệnh gì cả.
Nhưng mà bệnh nó xảy đến ở cái việc nốt cái nong đèn này. Và bây giờ nó phát sinh bệnh này, các bạn nhìn nhá. Các bạn nhìn ở cái chân chia hai nhá. Các bạn nhìn thấy nó đứt mạch không? Này. Khi bẻ chia hai này. Đấy. Thì khi cái này nó nốt thẳng là ok rồi, nhưng cái này bị kéo ra. Kéo ra đồng thời nó bẻ nốt chân của cái chia hai đi. Và nó bục cái mạch in lên này. Các bạn thấy chưa? Và bây giờ để nối được cái chia đáp này mà khi mà nó lung lay mà nó vẫn vẫn tiếp xúc nhá. Bởi vì bây giờ nó bong mạch in này thì hàn không thể chặt được nữa rồi. Đúng không ạ? Thì bạn sẽ câu một sợi dây lên đây này. Bạn quấn vào cổ chia đáp này một vòng. Xong bạn câu nó sang cái chân này này. Thì dù nó lúc lắc thì cái dây nó sẽ lúc lắc theo, nó không bị tung nhá. Cái này cũng thế. Này quấn một vòng vào đây và cầu ra chân này. Đấy, thì cho dù lúc lắc nó không đứt nhá, đây đứt mạch in này, bục mạch in này. Đấy, đứt. Cho nên mất vàng nó là ở chỗ này. Này. Đấy. Ok. Tiếp tục mình đi, mình sẽ đi cái vụ này. Đôi khi một chi tiết nhỏ thôi nhưng mà nó sinh ra cái lỗi lớn. Đâu rồi nhá, con dao chỗ đâu rồi. Lúc lại đi đóng gói âm ly ra khách. Đánh dao to vậy. Sẽ cạo cái chỗ này ra này. Để mình hàn cái sợi dây vào này. Sẽ đây ở đây cuốn quanh đây một vòng. Đấy, xong rồi hàn vào đây hoặc là hàn ra tận đây. Thôi hàn hàn vào điểm này đi. Điểm này nó là mát đấy, cái này nó là mát. Nếu mà mát này mà không có bị đứt là cái chân này vang nó sẽ là to đùng hoặc hoặc to đùng lên đấy. Bây giờ mình đi mình câu cái dây. Còn cái mạch này thì câu vào đâu? Mạch này thì câu ra đây luôn này. Cho ra đây luôn này. Về trong mạch đường tín hiệu này các bạn đừng tạo ra những cái anten nhá. Các bạn mà tạo ra những cái anten là coi như các bạn tự đánh ban mình nhé. Đối với mạch âm thanh ấy thì các cái tín hiệu của nó rất là mạch của nó nằm gọn gàng và mát, nó sẽ chạy vòng quanh mạch để làm gì, để nó mát, nó sẽ gần như là nó bọc nhiễu, chống nhiễu cho cái phần đường bên này này, đường bên này này các bạn này, đến đây là nó không làm gì đúng không ạ? Đây là nó không đấu đi đâu đúng không ạ? Đấy, đối với âm ly nhá. Mặc dù cái đường này nó không đấu đi đâu cả. Đây là đường chân mát này. GND này. Nhưng mà chính cái mạch này này. Nó chạy song song với cả cái đường tín hiệu ra này này. Mát nó nằm bên này. Để nó bảo vệ cái nhiễu xung đột bên ngoài. Nhiễu vào cái mạch này. Cho nên vẫn bắt buộc vẫn phải nối cái mát này vào nhá. Ở mạch âm ly nó là thế. Cho nên là khi bên thiết kế người ta thiết kế ra có mạch mát ở đâu thì mình phải tôn trọng cái thiết kế của người ta. Chỉ trừ mình giỏi hơn người ta thôi. Mình giỏi hơn người ta thì mình chế được. Còn nếu mình không giỏi hơn người ta thì người ta làm như nào thì mình sẽ làm nguyên như thế. Bởi vì cái mát nó đi bên cạnh cái mạch, nó như kiểu là cái dây song song ấy. Thì khi nó đi dây song song nó đi thì nó sẽ chống nhiễu cho cái dây bên cạnh. Nếu mà
Nếu mà còn tốt nữa thì nó sẽ xoắn vào càng tốt, 2 dây xoắn vào nhau thì là còn chống nhiễu tốt nữa. Đây mình sẽ xoắn cái chân, xoắn một vòng vào đây. Xoắn một vòng vào chân chi đa này. Để làm sao để hàn nó chắc, nó không bị bung. Sau đó mình hàn ra mạch như này. Đấy. Nó sẽ không bị bung, mặc dù là chia háp có lúc la lúc lắc cũng không bị bung. Tất nhiên là lắp vào trong omni thì nó cố định rồi. Nhưng mà cái lúc mình tháo ra mình lắp từ cái khâu mà mình bây giờ mình làm như này xong mình lại đến khâu mình lắp hoàn thiện omni thì nó lúc lắc rất nhiều. Đấy, mình xoắn một vòng vào chân này. Xong mình câu ra cái mát ở đây. Đấy, bởi vì dây này dây mát cho nên là đối với mát thì chạy lung tung được. Nhưng mà đối với dây tín hiệu thì không được chạy lung tung nhá. Bởi tín hiệu nếu mà bạn không bọc nhiễu thì bạn chạy lung tung là sẽ bị nhiễu á. Bạn tin đã từng có cái âm ly mà mình phải quấn toàn bộ ở đây này, toàn bộ luôn. Bởi vì sao? Khi mà làm xong bắt đầu để cái đuôi nó bị vách lên, thế là nó gãy cho một loạt luôn cái mạch in, bằng một loạt mạch in này. Phải đi câu dây một loạt chiết áp luôn. Tất nhiên sẽ phải làm một khuyên tròn rồi để cho vào chân chiết áp, xong bắt đầu mới hàn. Đây các bạn này, làm một cái khuyên vào trong chia đạp này. Chân chia đạp này. Chứ bạn đính không thì cái nút chia đạp lúc lắc dễ bung lắm. Bạn phải làm một cái khuyên vào thì nó mới chắc. Như trước mình mà review cái lối chân của xó công suất bếp từ này. Mình cái dùng cái con sò linh kiện giã máy thì linh kiện giã máy thì nó chân nó ngắn lắm, mình phải lối chân lắm. Thì mỗi cái chân lối đấy là mình phải quấn cho nó vài vòng vào trong chân của IGBT đấy, quấn vài vòng vào xong bắt đầu mới láng thiếc vào cái chỗ quấn đấy. Rồi ok, về cho mày nắp bệt nghỉ, không bị sao bị bung rồi. Ok, ở đây cái này của nó là cái chiết áp kép các bạn ạ. Đây của nó là chiết áp kép. Nhưng bạn kia bạn thay chiết áp đơn mà. Đây một con chiết áp kép nữa. Tức là hai đầu hai con chiết áp kép để làm gì? Khi bắt vào mạch nó cứng nó không bị vẫy. Chắc là mình thay cho bạn chiết áp kép ở đây rồi. Ok, mạch mic ok rồi, mạch vàng và đi đến mạch logic xem có cái gì lỗi lầm gì không. Đây các bạn này, không biết các bạn nhìn rõ. Bây giờ chúng ta thử đo xem cái này nó có thông sang nhau không nhé. Thử nhé. Mùi hàn này.
Đây là mình chưa động vào music này. Nó đã như thế này rồi, không biết nó có thông sang nhau này. Ai giờ với ba hơi mờ nhỉ, cái nút của mình nó kém quá. Rồi bỏ ra con này thôi. Đấy các bạn thấy không, cái phần này nó đang mùi hàn này thông sang đây này. Chắc là khi bạn đi hàn cái chiếc áp này nó bị dính sang đây các bạn, bạn thì không để ý. Đây bây giờ mình sẽ đi mình đo xem nó có bị dính không nhá. Chỗ này có bị dính không, không biết. Để xem có bị dính không nhá. Nào, lấy cái đồng hồ số xem nào. Bây giờ nếu mà cái này mà bị dính sang đây nhá, nếu mà cái này bị dính sang đây này, tức là tương đương với cả chiếc áp chung vặn hết xuống. Vặn hết xuống, đây là chân số 1, chân số 2. Chân số 1 này, chân số 2 chập nhau là chiếc áp vặn hết xuống. Thì khi bạn vặn volume chung này lên nhé, thì một vế nó sẽ không lên tiếng chung nhé. Cho nên là mình bảo là nếu mà nói về thợ sửa chữa đồ điện tử ấy, thì các linh kiện chết, linh kiện hỏng thay được, nhưng mà để mà thợ về âm thanh ấy, nó sẽ đây, chân 1, chân 2 này, hy vọng là nó không thông sang nhau ấy. Thông sang nhau nhé. Đây mình đang vặn hết về phía này, này vặn hết về phía này này. Có nghĩa là khi mình quay về bên này thì hai chân này chập nhau. Khi mình quay về bên này thì hai chân này chập nhau. Nếu mà bây giờ bạn đi hàn bị chập rồi nhé, thì mình đo ba chân này sẽ chập nhau nhé. Nào, đo luôn trên chân cho các bạn xem. À nhưng mà chân đằng sau rồi. Đây. Đây chập này. Này, 1 2 này. Thông nhau nhá. 2 3 này. Thông nhau nhá. Vậy là cái chiếc áp này vô tác dụng nhá. Đấy. Cho nên thợ làm âm thanh với thợ làm điện tử ấy, nó khác nhau ở cái chỗ có cái tai nghe. Khi các bạn thay chiếc áp xong, các bạn cắm âm đi vào, cắm loa vào, các bạn test thử âm thanh ấy. Các bạn thử phải thử xem hai vế nó có đối xứng hay không. Khi mà các bạn chiếc áp, vặn chiếc áp chung lên, vặn chiếc áp bass lên, vặn chiếc áp tép lên, thì phải thấy nó thay đổi. Mà nó thay đổi từ từ chứ nó không phải thay đổi đột ngột. Khi các bạn từ từ này này, thì từ từ tiếng tép lên dần, lên dần, lên dần. Còn khi mà bạn vặn như này mà các bạn thấy tự nhiên tiếng tép nó đang nhỏ này, đến đây phát nó to ung lên, nó tương đương với cả vặn hết ấy, thì cái chiếc áp này có vấn đề nhé. Đấy. Cho nên là làm thợ là sửa âm thanh thì nó không đơn thuần như sửa đồ sửa điện tử không bình thường đâu. Nó sẽ phải có cái tai, có đôi tai để nghe. Đôi khi là có hẳn những cái người mà chuyên để nghe âm thanh, nhưng mà không sửa âm thanh nhé, tức là không sửa chữa điện tử nhé, người ta chỉ nghe thôi, người ta cũng không phát hiện ra đâu. Có những có lần mình lên trên Hai Bà Trưng, mình đã cá cược với cả một đơn vị bán loa bãi, một đơn vị bán loa bãi. Cậu ấy, mình dẫn ông chú lên mua loa, xong rồi bạn ấy chờ ở đâu đến mua Hai Bà Trưng ấy, xong rồi bạn chờ ở đâu đến một đôi loa, đây thế là đôi loa bốt, đôi loa bốt, bạn ấy chờ đến, xong rồi ông chủ bán quán bán thì ông chủ quán bán với thử. Thì sau khi cắm âm ly mới thử thì mình mới bảo một câu là loa này đã sửa rồi, nó bị ngược bát. Ngược bát có nghĩa thì là thế nào, một bát thì đấu đúng dương âm, còn một bát thì đấu bị ngược dương âm. Thì anh chàng mang âm loa đến muốn là của mình là ngon lành, mới bảo là
loa này chưa sửa. Em cũng dám cược với anh là con loa này chưa sửa. Thì lúc đấy bắt đầu là hai bên găng lên cược nhau đôi loa. Thế là khi mà ông chủ quán ông ấy nghe, ông ấy biết, ông ấy thấy là nó ngược thật thì ông ấy bảo ông ấy, với phần một phần ông cũng muốn bán hàng, thế ông ấy xua tay, ông bảo thôi lúc khác nói chuyện. Thế là buồn cười, đảo ngược dây ló bát lại, đúng đúng thật là bị ngược ló bát thật. Bởi vì khi các bạn nghe ló bát nó bị ngược ấy thì nó sẽ bị mất tiếng bát. Các bạn ba lăng vặn ở giữa nhé, nó có cái nút ba lăng ấy, bạn vặn cân ở giữa tiếng bát nó lên, còn bạn vặn cân ở giữa tiếng bát nó mất, còn bạn vặn lệch về một vế tự nhiên tiếng bát nó tăng lên. Thì lúc đấy là cái đấy là cái loa bị ngược bát nhá. Đấy, cho nên là mình nói chuyện thì các bạn phát hiện ra những cái loa nào bị ngược, hoặc là loa gia đình của các bạn thế đấu ngược dây các bạn nghe, nếu mà vặn ba lăng lệch đi thì tự nhiên nó rồ tiếng bát lên, còn vặn thẳng như vậy nó mất tiếng bát. Mà âm thanh mà mất tiếng bát thì ra cái gì, nó sẽ mất hay. Ok, về phần music, phần nắp thô thì mình thấy đến đây là ok rồi. Mình sẽ đi vào mình nắp nắp cái mạch này vào. Và mình sẽ đi mình sửa tiếp công suất nhé. Mình sẽ đi sửa tiếp công suất. Cái gì này? Ô bạn này bạn lắp ngược à? Nút lẫy mic 1 là mic sáng đèn, mà mic 1 là mic mình thay bóng. Nhưng mà đây lại là mic 2 à? Mic 1 lại là mic ở dưới. Các bạn cảm kiểu gì? Này à, cảm kiểu này à? Ây da. Này một dây dài, một dây ngắn. Đấy, hai dây bằng nhau thôi chứ. Sao không cắm kiểu này? Sao không cắm kiểu này? Cắm thế này mà. Có phải là theo thứ tự từ trên xuống dưới không? Sao lại hai dây bằng nhau mà bạn lại cắm cái kiểu này? Này, gập vào đây xong cái này cắm dọc bên trên này. Thế là lạ. Của người ta theo thứ tự từ trên xuống dưới như này, các bạn nào khi bạn mở ra như này là nó không bị vướng không, đúng không ạ? Đây ông ấy lại đổi cái mạch hạ một này xuống mạch hai, mạch hai lên mạch một, xong lại cắm ngược cái dây này vòng lên trên mạch này, cắm cái dây chung xuống dưới. Người chịu ông thật. Đây trong là ngoài, bên ngoài là trong. Ok, về phần music đến đây là ok rồi. Còn mai sẽ thử âm thanh vào để xem nó sống hay nó chết ở chỗ nào. Chia ra mình chào dầu rồi nha. Mình tạm dừng video phần music ở đây nhé. Mai mình sẽ đi vào phần công suất. Phần music mình đã bảo dưỡng ok rồi. Còn công suất mình sẽ đi vào mình tháo ra, mình xem mối hàn nào rỗng, mối hàn nào học mạch hoen, linh kiện nào bị bị tức là sử dụng lâu nó bị quá tải, bị như điện trở bị cháy hay là bị vàng bị gì đấy, mình sẽ thay thế cho khách luôn, những linh kiện lặt vặt để thay hết luôn. Tất nhiên là những cái con nào mà nó thuộc dạng là con chất lượng, ví dụ như con âm ly là âm ly bãi sẽ không thay lung tung thế được đâu, chỉ có những âm ly chợ này thì mới thay được thôi, âm ly phổ thông này mới thay được thôi.
Bây giờ những con linh kiện phổ thông này nó cũng có, chả có gì là đặc biệt cả. Chính vì thế cho nên các bạn thay thoải mái nhé. Ok, video review về âm ly California 666 đến đây là tạm dừng nhé. Ở trên mạch master này Pro 468 này, 468A này. Như trên mặt máy thì 6 bao nhiêu nhỉ? Mình xem. ARR. Tức là nó dùng chung. Đây là mạch master là dùng chung này. Đây, 468 này. Điều Cali Mic 468. Ok, chắc là nó dùng chung thôi. Chỉ có mỗi công suất nó khác nhau thôi. Cho nên là Cali nó sẽ dùng chung cụm này. Ok, để ở đây nhé. Chúng ta đi đi vào phần công suất nhé. Ok, nếu đi sâu vào công suất thì sẽ phải tháo ra và vệ sinh mạch miếc các thứ. Thì bây giờ mình tạm dừng video về video 1 này, coi như là video phần music, kiểm tra music của California Pro 666R nhé. Và mai mình sẽ kiểm tra, hôm nay muộn rồi, 12 rưỡi rồi, Nam cố một tí. Hôm nay mai mình sẽ kiểm tra tiếp phần công suất và ghép vào. Và khi ghép vào, trong lúc ghép nhạc ấy, thì mình sẽ thử tất cả các chiếc amp này, xem có cái nào lỗi không, tất cả công tắc này có cái nào lỗi không. Xong rồi xem tiếng về phần âm thanh, âm ly nó có cân vế không, vế trái, vế phải nó có cân tiếng nhau không. Nhưng mà nó lệch nhau thì phải đi dò từ công suất, dò ngược lên music đến khi nào nó cân nhau thì thôi nhé. Ok các bạn, video của mình đến đây là tạm dừng nhé. Nếu các bạn ủng hộ mình thì các bạn cho mình một like, một chia sẻ, và các bạn đăng ký kênh YouTube và like fanpage để đồng hành cùng mình những video tiếp theo nhé. Video sửa chữa kiểm tra công suất của cái máy này nhé. Sửa chữa đồ điện dụng đen, trân trọng cảm ơn.